Rafael Nadal nhận xét Messi và Ronaldo, ai đỉnh hơn? Tay vợt huyền thoại Rafael Nadal vô tình rơi vào cuộc tranh luận không hồi kết giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Ai mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? Một câu hỏi lặp đi lặp lại trong thập kỷ qua và đáp án tùy thuộc vào mức độ yêu thích của người trả lời. Đối với một số người, Messi chắc chắn là người giỏi nhất. Còn với người khác, Cristiano Ronaldo mới là người có đẳng cấp cao hơn. Và họ xếp CR7 đứng trên cầu thủ người Argentina. Sau khi thống trị bóng đá châu Âu hơn 2 thập kỷ, Cristiano Ronaldo kết thúc hợp đồng với Manchester United và chuyển sang chơi cho câu lạc bộ Al Nassr ở Saudi Arabia với mức lương hấp dẫn nhất thế giới. Cá nhân Ronaldo vẫn chứng tỏ mình là tay săn bàn thượng hạng, nhưng anh vẫn chưa có danh hiệu nào với câu lạc bộ mới. Mùa hè này, Messi đã quyết định chia tay PSG thay vì gia hạn hợp đồng. Nhiều người tin rằng Messi sẽ đến Saudi Arabia bởi siêu sao 36 tuổi từng được câu lạc bộ Al Hilal gửi lời đề nghị với thù lao lên đến 642 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, anh đã từ chối mà chuyển đến Inter Miami ở giải MLS. Tại đây, Messi nhận lương 54 triệu đô la Mỹ một mùa, số tiền lớn chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Con số này gấp gần 7 lần so với người nhận lương cao thứ hai, Zedan Shaqiri của câu lạc bộ Chicago Fire, 8,2 triệu đô la Mỹ. Mới đây, Messi đã ghi bàn với pha sút phạt đẹp mắt giúp Inter Miami đánh bại Cruz Azul 2-1 tại League Cup 2023. Người hâm mộ đang chờ đợi những pha lập công mới. Những màn tỏa sáng của Messi ở Inter Miami. Dù không muốn nhưng huyền thoại quần vợt Nadal đã vô tình rơi vào cuộc tranh luận xem ai là người giỏi nhất thế giới bóng đá khi so sánh giữa Cristiano và Messi. Khi được người hâm mộ đặt câu hỏi đó, câu trả lời của Nadal nghiêng về nhà vô địch World Cup 2022, Messi. Tuy nhiên, Nadal cũng nói rằng anh là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Real Madrid. Với kiểu trả lời nước đôi của Nadal, có thể hiểu anh đánh giá Messi và Ronaldo xuất sắc ngang nhau.